Câu thứ 8, người tu Phật đều có chung mục đích cuối cùng là giải thoát sinh tử. Con nghe lời thầy dạy thì giải thoát sinh tử chính là được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây phương Cực Lạc, nơi không có tuổi thọ, và tiếp tục tu hành để trở thành Bồ Tát thành Phật. Nhưng thầy Thanh Từ lại nói giải thoát sinh tử nghĩa là đạt được vô sinh, tức là không được sinh ra nữa. Nói cách khác, giải thoát sinh tử là không còn sinh ra ở bất kỳ đâu nữa, thay vào đó là được hòa mình vào pháp thân của Phật. Đây là phải điểm khác nhau mấu chốt. Đây có phải là điểm khác nhau mấu chốt giữa hai tông phái, hai tông Phật pháp không ạ? Hai tông phái không ạ? Con kính mong thầy giải đáp thắc mắc để con được hiểu ạ. Nghe, vừa nghe thì có thể gì? Chúng ta thấy là khác nhau. Tịnh độ thì chủ trương gì? Phát nguyện vãng sinh về Tây phương Cực Lạc thế giới, diện kiến gì A Di Đà Phật, mắt nhìn thấy Phật, tai học chính pháp, thân thừa chư Phật để gì? Để tu hành một đời thành Phật. Vì sao mà nói một đời thành Phật? Vì tuổi thọ ở thế giới đó, ai được sinh về đó gì? Không bị cảnh sinh già bệnh chết nó lôi cuốn nữa, không bị tất cả các khổ thế gian gì nó chi phối nữa, và tu hành chỉ có một đời là cho đến gì? Là thành Phật thôi, không bị sinh tử luân hồi ở đâu nữa. Đấy là quan điểm của tư tưởng và quan điểm của Tịnh Độ Tông. Do ai dạy? Cũng do chính Thích Ca Mâu Ni Phật dạy. Còn quan điểm của Thiền Trực Chỉ Nhân Tâm, hay còn gọi là Thiền Tổ Sư của Hòa Thượng Thánh Từ, đó nói gì? Nói giải thoát sinh tử tức là phải đạt được vô sinh, tức là không còn gì có sự tái sinh ở đời sau nữa. Đó tức là thể nhập vào pháp thân thanh tịnh của mười phương ba đời chư Phật. Đó gọi là gì? Gọi là vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, hay nói nôm na đó là thành Phật. Nhưng để mà thể nhập vào pháp thân này á, chúng ta biết là sau 2500 năm nay, kể từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, chưa có một vị tu sĩ nào thể nhập được cái gì? Thể nhập và chứng ngộ được cái gì? Cái giáo lý giải thoát bất sinh bất diệt đó cả, trừ những vị Phật, các vị cổ Phật tái lai. Trừ những vị cổ Phật tái lai để độ chúng sinh thì các ngài biểu diễn cho chúng ta xem thì đó mới là thật. Còn những vị phàm phu tục tử tu hành như chúng ta để mong gì? Mong một đời giải thoát sinh tử, đạt được cái gì? Đạt được vô sinh. Vô sinh ở đây là tâm chúng ta còn không được sinh ra một niệm gì, một niệm cho dù một sát na rất là nhỏ thôi, tham hoặc sân hoặc si. Nếu mà trong một niệm nhỏ vậy mà vẫn khởi ra một cái niệm nhỏ đó, tham hoặc sân hoặc si đó, thì chúng ta vẫn bị sinh tử luân hồi chi phối các quý vị. Các quý vị muốn thử không? Cứ thử đi. Ra chợ. Chúng ta làm một cái điều gì đó khác thường với người ta gì sẽ chửi mắng mình sẽ niệm tâm của mình còn gì? Còn sân không? Hoặc đi ra đường. Các quý vị cứ thử xem. Ví dụ Phật tử này thì nếu ở trong nước thì có thể chửi đồng vài câu xem, là chửi đồng chế độ, chửi đồng chính quyền vài câu xem. Ngay lập tức, chỉ cần vài tiếng đồng hồ sau, có khi thì công an mời lên đồn, cãi bướng đánh cho một trận. Lúc đó có đau không? Có tức không? Có giận không? Có ghét không? Nếu không đau, không tức, không giận, không ghét thì đó mới là ở đạt trong trạng thái tâm vô sinh, vân vân. Hoặc ở nước ngoài hút cái mẩu thuốc lá ném gì xuống đường thôi thì liền là nhận được cái giấy phạt. Mà lúc đi nộp phạt có buồn không? Có kêu ca không? Có khởi niệm tâm không? Oán trách không? Vân vân. Ở Việt Nam tao ném thì vô tư, ở nước ngoài gì mới hút ném một cái thì đã đưa giấy phạt tao rồi, bắt tao rồi, gọi tao rồi, vân vân chẳng hạn. Và khởi ra phiền não, sự so sánh, sự phân biệt, thì đó là gì? Tâm chưa đạt được vô sinh. Người tu cũng như thế. Có một câu chuyện, ngài tổ thứ 13, đó là Ấn Quang Đại Sư, kể rằng ngày xưa ngài có một cái vị hòa thượng tu cũng ở trên cái núi đó, nhưng mà ở chùa bên cạnh.
đi sang khoe với vị hòa thượng là gì? Nó khoe với ngài Tổ Ấn Quang là gì? Bạch hòa thượng, mấy năm nay con nhập thất chuyên tu, con mới thấy cái sự giải thoát của đạo Phật. Phật nói ở trong kinh thì không có sai tí nào. Trước đây thì con còn gì? Còn tham tiền, tham chùa, tham đệ tử, tham tiếng khen, vân vân. Nhưng sau kỳ nhập thất mấy năm vừa qua, bây giờ con ra, con giao hết rồi. Chùa con cũng giao cho đệ tử trụ trì rồi. Đệ tử con cũng giao cho gì? Anh em huynh đệ quản lý hết rồi. À, mà của cải, tiền của thì con cũng giao gì? Cho các đệ tử quản chung hết rồi, con thì bây giờ tự do tự tại. Không còn có gì vướng mắc bất cứ một cái gì nữa. Chúng ta biết gì? Ngài Ấn Quang Đại Sư nói thế không? Ấn Quang Đại Sư chắp tay gì? A Di Đà Phật, hòa thượng thật là gì? Thật là tuyệt vời. Con gì? Con từ trước đến nay thật gì? Thấy thật là ít người có thể tu hành buông xả được gì? Được như hòa thượng. Nói như vậy xong thì nhìn sắc mặt của gì? Vì hòa thượng kia thay đổi rạng rỡ lên. Nghĩa là sao đây? Nghĩa gì? Đối với một vị tăng khác khen ngợi thì cái vị hòa thượng kia thấy rất là bình thường. Nhưng mà được một vị sư nổi tiếng thì cả thế giới, cả đất nước Trung Quốc rộng lớn lúc bấy giờ, cũng như cả thế giới Phật giáo trên cả thế giới thì đều là gì? Cung kính tôn trọng Ấn Quang Đại Sư. Mà Ấn Quang Đại Sư nay gì? Nay là mở lời khen người mình mà nói rằng á, quả thật không thấy gì ai có thể tu tập được như ngài, cho nên chắp tay A Di Đà Phật khen ngợi như vậy. Và sắc mặt vị hòa thượng kia liền là thay đổi, vui vẻ rạng ngời ra ngay gì? Ngay trong một niệm nhỏ trước mặt gì? Ngài Ấn Quang Đại Sư đó. Cho nên bảo là gì? Vô sinh chưa? Đạt được vô sinh chưa? Vị này tâm khởi như vậy đạt được vô sinh chưa? Chưa. Chắc chắn chưa đạt được vô sinh. Giống như ngoài đời ấy mà, người ta nói một câu gì? Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng gì? Bằng rất rất nhiều tiền. Đúng. Ngoài đời họ, đây chính là câu này đấy. Ngoài đời xã hội người ta nói cái gì không mua được bằng tiền thì cái đó sẽ được mua bằng gì? Bằng được rất rất nhiều tiền. Tương tự một câu chuyện này, ngày xưa tôi nghe thấy câu chuyện trong nhà Nho. Có một vị quan sống rất là thanh liêm. Sống rất thanh liêm. Vì sao mà thanh liêm? Vì tất cả những sĩ tử, những người vị quan này là người gì? Là một vị quan cũng để gọi là có phẩm vị cao, phẩm chất cao ở trong triều đình. Đặc biệt làm gì? Làm về cái vấn đề là gọi là giáo dục. Vấn đề giáo dục. Cai quản vấn đề giáo dục. Cho nên đó, học sinh, sĩ tử vân vân đó, những vị quan nhỏ mang tiền đến biếu á thì không có bao giờ nhận. Cho nên nó được nổi tiếng là một vị quan thanh liêm. Một hôm có một đại thương gia trong đất nước có cái việc cần nhờ tới vị quan này. Và đến làm quen, qua vài lần làm quen, đến đặt vấn đề với vị quan này là giúp cho đứa con trong cái kỳ thi cử nó đỗ đạt rồi. Nhưng mà có mỗi một cái gì? Sắp cái chỗ ghế, cái ghế ngồi cho nó bẩm lên gì? Lên hoàng thượng á, để sắp cho nó, tấu lên hoàng thượng để sắp cho nó một cái ghế ngồi. Làm sao nó không phải đi tỉnh lẻ, nó ở được ở lại kinh thành. Cái này thì ở trong tầm tay của cái vị quan này. Vị quan này rất có uy tín với gì? Với hoàng thượng. Từ trước đến nay chưa bao giờ vị quan này làm cái điều đó cho ai cả. Nhưng khi mới, khi nghe nói gì? Nghe nói cái vị đại thương gia đó, cái vị đại trưởng giả giàu có đó nói như vậy thì cái vị quan đó thì không nhận lời. Nhưng để lại một cái phong bì, một cái phong gì, một phong thư rất là nhỏ. Và nói rằng ở trong này tôi có gì? Vài cái lời gọi là gì? Cái lời gọi là trình tấu là mong là ngài hết sức là chiếu cố cho. Cái lời trình tấu ở trong đó là gì? Không phải là một bức thư, mà chính là gì? Một cái tấm gì? Mình bây giờ gọi là tấm xét, ngày xưa gọi là tấm ngân lượng. Một cái tấm ngân lượng gì? Nó lớn đến nỗi là gì? Vị này có làm quan gì 100 năm vẫn không thể kiếm được cái số tiền bằng ấy. Thậm chí là những cái vị quan về
những vị quan giàu nhất ở trong phủ bây giờ cũng có thể chưa có đủ cái số tiền gì nhiều bằng nhường ấy. Đó, cho nên vị này thấy gì? Cái việc của ta làm bây giờ mới nghĩ là gì? Thôi từ trước ta chả giúp ai thì thôi, bây giờ ta chỉ có một câu gì nói với hoàng thượng thôi, mà cái thằng này, thằng con của các ông này nó cũng học giỏi thật, chứ chi bằng ta chỉ có nói cho có một lời thôi, mà có gì có hại gì đấy ai đâu, chả hại tới ai cả. Thế ông chỉ xin lại cho nó khỏi phải đi tỉnh, nó ở lại triều đình nữa, mà nó làm một cái chức quan đấy chẳng ảnh hưởng gì tới ta cả. Cho nên đến gì liền là cất cái tấm ngân phiếu đó đi, và đến gì tâu với hoàng thượng là đấy, cái thằng đấy, thằng đấy nói nôm na như thế. Thì mình nói nó phải đúng là phải cái cậu học sinh ấy, hoặc là gì cái vị quan mới đỗ đạt đấy, nó rất là giỏi, rất là đức hạnh, vân vân, xin là bệ hạ là gì chuẩn tấu gì cho nó ở lại gì? Ở lại triều chính, ở lại triều đình, thì vân vân chẳng hạn, kiểu như thế. Và vị hoàng thượng, hòa thượng kia thì chưa bao giờ thấy cái vị đại thần của mình là giới thiệu một người như thế, cho nên là liền là nhận ngay, và tất cả đều vui mừng. Cho nên cái câu chuyện mà bắt đầu ở trong gì, trong Nho giáo nói là cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ có thể gì mua được bằng gì, bằng rất nhiều tiền, xuất phát, có thể xuất phát từ đó mà ra. Tương tự như vậy, cái gì gì mà nói về tâm không thay đổi, một vị đại sư như là Thập Tam Tổ, Ấn Quang đại sư khen ngợi vì hòa thượng đó liền động tâm, vì tất cả những vị khác khen ngợi, có thể cả thế gian khen ngợi vị này không động tâm thật, nhưng mà một vị đại sư được cả thế gian kính nể khen một câu, thay đổi sắc mặt ngay đó. Cho nên như vậy, chúng ta muốn thử được cái tâm gì, cái tâm vô sinh, cái tâm gì không thay đổi, thì phải gì? Phải được những vị đó kiểm nghiệm mới được, những vị có con mắt sáng kiểm nghiệm chúng ta mới được. Bằng không chúng ta vẫn cứ tưởng là mình trong kinh Phật gọi chưa chứng, đã tự cho mình đã chứng đó. Như tôi thường hay nói, ngày xưa tôi nhập thất mấy lần, tôi nghĩ là ít nhất mình cũng phải chứng được quả vị A-la-hán rồi đó. Nhưng cho đến bây giờ thì chả phải, tôi chả chứng cái gì cả. Chả chứng được quả vị sơ quả Tu Đà Hoàn còn chưa, chứ đừng nói là tứ quả A-la-hán. Chứ còn thì quả vị của Bồ Tát, của Phật đó thì còn thì càng không dám mơ, chứ đừng nói là với tới. Nhưng mà ngày xưa khi chuyên tu, mình thấy tâm mình an, thấy trí tuệ mình mở mang, có thể thấy đạo hạnh mình cũng hơn người, cho nên mình nghĩ là gì, tự cho mình đã chứng quả là hán. Và có những bài pháp ngày xưa thì có thể nói là hơi bị mạn tăng một chút, coi thường chúng tăng, những người tu hành gì khác, và cho là chỉ có mình mới là người tu hành chân chính, còn mọi người khác có thể đều là gì, do giả tạo, vân vân và vân vân đó. Ngày xưa thì như thế đấy, nhưng bây giờ thì cũng có khác nhiều rồi, thay đổi nhiều, nhưng vẫn chưa phải là chứng ngộ đâu. Ngộ có thể nói là ngộ một chút, nhưng mà chứng thì chắc chắn là chưa. Cho nên ở đây học Phật thì điều quan trọng là chúng ta phải thực hành ở lời dạy của Đức Phật. Còn ở đây thì giải thích về cái từ Phật tử này hỏi về cái ý nghĩa gì, sinh về Tây Phương Cực Lạc để tu hành cho đến thành Phật, và ý nghĩa của Hòa Thượng Thanh Từ nói đạt được cảnh giới vô sinh, giải thoát ở ngay cuộc đời này á. Như vậy thì nó có khác nhau hay không? Thì bản chất thì bản thể không có khác nhau đâu. Nhưng mà thì cái danh từ và cái tôn chỉ mục đích tu tập thì, và cái giáo hóa thì nó có khác nhau. Giống như vào thủ đô Hà Nội, có rất nhiều con đường Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Ba, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc đều có thể vào thành phố Hà Nội được. Mà mỗi con đường gì đi nó có khác nhau. Nhưng đều chung khi vào đến trung tâm thủ đô, cái đích mình muốn tới rồi, thì chả quan trọng gì là đi từ đường nào tới, miễn là mình tới được ở trong gì trung tâm thủ đô đến cái đích mình muốn tới là được. Còn cái thích gọi là con đường Hoàng Hoa Thám, hay là đường gì, đường Đại Lộ Thăng Long dẫn vào thành phố, hay là đường gì, hay là đường Vành Đai 1, Vành Đai 2, Vành Đai 3, hoặc là đường gì, đường Pháp Vân, vân vân này khác dẫn vào thủ đô Hà Nội, chả cần quan trọng cái con đường nào đó. Miễn là chúng ta nếu ở phía Tây Hà Nội thì đương nhiên chúng ta sẽ đi theo con đường 32 hoặc con đường gì, đường Đại Lộ Thăng Long là nhanh nhất. Nếu ở phía Đông thì đi con đường từ Hải Phòng là đường 5 lên gì là nhanh nhất. Nếu thì đi thừa đường phía gì, phía Nam hoặc Đông Nam gì, hoặc là Tây Nam gì đó, vân vân đó, từ con đường Pháp Vân hoặc là con đường gì, con đường khác vào, vân vân, có rất nhiều con đường. Như tên gọi mỗi con đường nó khác nhau, nó có giống nhau đâu. Đó, cho nên cái việc gì, việc đặt là gì, sinh về Tây Phương để thành Phật, hay là ở thế gian này tu hành gì chứng quả vô sinh, viễn ly sinh tử, nhập pháp thân Phật,
cũng tương tự như là các con đường để dẫn vào thủ đô vậy, không có gì khác cả. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.